Ronaldo chiến thắng bàn chân vàng 2020. Ronaldo đã giành vô số giải thưởng cá nhân cao quý, trong đó có đến 5 quả bóng vàng, 4 chiếc giày vàng châu Âu, nhưng danh hiệu bàn chân vàng, giải thưởng được ra đời từ năm 2003 thì anh vẫn còn thiếu. Điều đó cho thấy bàn chân vàng không phải dễ đạt được. Đây là danh hiệu được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu từ 28 tuổi trở lên và mỗi cầu thủ chỉ được nhận một lần. Cách thức tìm ra chủ nhân chiến thắng như sau. Top 10 đề cử sẽ được chọn bởi hội đồng các nhà báo trên toàn thế giới trước khi được công bố để người hâm mộ bóng đá bình chọn trực tuyến. Người chiến thắng sau đó được in dấu chân trên đại lộ chiến thắng The Champion Promenade ở Monaco. Và niềm vui cuối cùng cũng đã đến với Ronaldo trong năm 2020 đầy biến động này. Anh vượt qua 9 ứng viên còn lại bao gồm Messi, Lewandowski, đồng đội Giorgio Chiellini, Neymar, Sergio Ramos, Sergio Aguero, Gerard Piqué, Salah và Zidane. Như vậy thì Ronaldo vừa đạt giải thưởng cá nhân mà Messi chưa thể giành tới. MU lên kế hoạch ký chiêu mộ Nicolò Barella. Theo báo chí Italy và Anh, MU đang lên kế hoạch chiêu mộ Nicolò Barella trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2021. MU từng quan tâm đến Barella khi còn khoác áo Cagliari và càng bị tiền vệ người Italy thuyết phục với màn trình diễn cùng Inter. Mới đây, Barella có trận đấu hay cùng Inter thắng Gladbach 3-2 để nuôi hy vọng đi tiếp ở sân chơi Champions League. Barella thi đấu toàn diện giữa công và thủ. MU xem tiền vệ 23 tuổi này là giải pháp thay thế Paul Pogba mà Matic trong tương lai gần. Liverpool phá vỡ hợp đồng Nuno Mendes. Liverpool đã sẵn sàng kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của tài năng trẻ Nuno Mendes với Sporting CP. Trong thời gian qua, các bên nhiều lần đàm phán chuyển nhượng nhưng không đạt được thỏa thuận chung. Vì thế, Liverpool muốn phá vỡ hợp đồng của Nuno Mendes được ấn định mức 45 triệu euro, khoảng 40,5 triệu bảng. Nuno Mendes vừa từ chối ký vào hợp đồng mới với Sporting để mơ về Liverpool với mức thu nhập cao hơn con số 140.000 euro trên một năm, tương đương 126.000 bảng như hiện nay. Paris Saint-Germain dự tính chiêu mộ Marcelo. Báo chí Tây Ban Nha cho biết Paris Saint-Germain vừa đặt vấn đề với Real Madrid về chuyển nhượng Marcelo. Trong thời gian gần đây, Marcelo liên tục chấn thương và gây thất vọng khiến cho Real Madrid mất kiên nhẫn với anh. Dù vậy, hậu vệ người Brazil vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Ngoài Paris Saint-Germain còn có Juventus cũng tiếp cận mời chào. Paris Saint-Germain dự tính chi khoảng 12 triệu euro để mang Marcelo về sân cùng viên các hoàng tử. Barca cho bán Umtiti với giá rẻ gấp 47 lần điều khoản giải phóng hợp đồng. Từng được đánh giá như một trong những trung vệ hàng đầu châu Âu, đồng thời cũng là trụ cột không thể thiếu của Barca. Rốt cuộc thì những chấn thương dai dẳng đã ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Samuel Umtiti. Và giờ đây Barca cũng đã không còn kiên nhẫn để anh ngồi chờ xơ nước. Daily Mail dẫn nguồn từ Mundo Deportivo cho hay trước sự quan tâm mà Everton dành cho Umtiti. Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với đại diện đến từ Premier League về trường hợp của ngôi sao người Pháp. Trước đây Barca đã ra giá 10,7 triệu bảng cho Umtiti, nhưng ở thời điểm hiện tại, ấn phẩm của Tây Ban Nha cho biết để thuận lợi thực hiện thương vụ này thì họ thậm chí còn sẵn sàng bán đi Umtiti với mức phí thấp hơn cả con số kể trên. Đáng chú ý, trung vệ người Pháp sở hữu một điều khoản giải phóng hợp đồng có trị giá lên đến 500 triệu bảng. Nghĩa là Barca đang cho bán anh với số tiền rẻ hơn gấp khoảng 47 lần so với giá trị của điều khoản này. Vào đường cùng, Arsenal cầu cứu ngôi sao của Championship, Jose Mourinho của Lyon, Christian Eriksen của Inter Milan, Dominic Szoboszlai của Red Bull Salzburg đều được nhắc đến. Và mới nhất đã có thông tin cho rằng Emiliano Buendia của Norwich City cũng lọt vào tầm ngắm của pháo thủ. Buendia đã chơi cực hay cùng với Norwich City mùa trước nhưng không thể giúp cho câu lạc bộ trụ hạng thành công. Mùa trước, số đường chuyền quyết định trung bình của Buendia là 3,3 mỗi 90 phút, chỉ kém ngôi sao Manchester City. Kevin De Bruyne, trong khi anh tạo ra 70 cơ hội, chỉ kém cầu thủ người Bỉ và Trent Alexander-Arnold của Liverpool. Theo Football London, lúc này Arsenal vẫn chưa có cách tiếp cận chính thức nào đối với cầu thủ người Argentina, cầu thủ mà huấn luyện viên Mikel Arteta rất ngưỡng mộ. Một nguồn tin thân cận với Buendia cho biết, cầu thủ này đang tập trung vào Norwich và mục tiêu thăng hạng, nhưng vẫn để ngỏ một động thái có thể xảy ra vào tháng Giêng và nói rằng điều đó phụ thuộc vào Norwich.